Hello everyone, welcome quán back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Trung Quest TV Show. Let's go. Các bạn ấn chị vào đồng hồ. Mình sẽ quay ngược lại thời gian. Sau đó thì mình sẽ xong lại bức hình cho anh chàng này. Ok, let's go. Hai đôi tình nhân đã hôn nhau. Bộ quần áo này đẹp này, mình sẽ lấy luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Stickman Equip Line. Let's go. Oh man. Cái này đi. Wow, chết luôn. Đây có vẻ là đồng hồ và thời gian. Anh ta cũng đi luôn. Ok. Từ giờ đánh chàng đấy luôn. Wow. Boom. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ ba, Bendy and In The Machine. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Okay. Hi, Kobe. Mình sẽ lắp vào đây và sẽ khởi động cái máy này. Let's see what you're hiding from there, old friend. Máy đang hoạt động. Khi cái này đưa lên đủ thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra. Ok. Wow. Nhiệm vụ ở đây tiếp theo đó là các bạn phải đi tìm những món đồ ở trên những bức ảnh này. Ok. Who put this here? Món đồ đầu tiên. Oh my god. Oh my god. Joey, what were you doing? Một thú bông đi. Ở đây còn một cái này là một cái bánh răng. Đã có 3 món đồ rồi, còn 3 món đồ nữa thôi. Tiếp tục vào phòng này. Đây rồi, món đồ thứ 4. Món đồ thứ 5. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Let's go. Okay, that's all of them. Và các bạn đặt vào 6 trụ này. 1 2 3 4 5 6. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start with the main power. Rồi, các bạn phải làm sao để một cái máy đó hoạt động. Wow. Khởi động nào. Ok. Hoạt động như lại rò rỉ nước ở đây. Rồi. Khởi động hết rồi. Wow. Đây là những bước chân qua đây. Rất là kinh khủng.
Oh my gosh, có một con quái vật. Đây là cái gì? Không mở được cái này ra. Ok, mở cái cửa đi ra. Wow, ở đây có một cái gì. Mình sử dụng cái gì này. Phá tan cái tấm gỗ đi. Tiếp tục phá tiếp. Mở cái cửa ra nào. Wow, để vào thôi. Yeah. Vậy là mình đã hoàn thành được shot one. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Inside Lady Inside. Ok. Lót đi. Rồi, mình sẽ phải chờ để vào game. Wi-Fi giờ vẫn chưa thấy vào. Vào lại thôi. Ok, let's go. Tựa game này thì màu sắc hơn là tựa game Limbo. Nhưng mà tựa game Limbo thì theo mình thấy thì cách chơi nó cũng khó ngang với tựa game này. Nhưng Limbo thì các bạn nhìn nó khó hơn bởi vì nó không rõ nét được như cái tựa game Inside này. Ok, nhảy lên đây. Wow. Đây là những cái game các bạn cần phải chơi và tính toán làm sao cho hợp lý, không là các bạn sẽ thua ngay. Tường thì rất là cao. Rồi, mình sẽ ui cái này xuống. Wow, rất là khỏe luôn. Những cái tựa game mà như thế này thì chắc chắn là phải có cái gì đó. Thì với ra để những cái hộp như thế này, nếu các bạn nhìn thấy và các bạn cứ lôi đi, chắc chắn sẽ dùng đến. Thì đây, đã dùng đến rồi. Chết rồi, chó le. Chó ơi, bay nhanh thôi. Thôi. Oh my god. Tiếp tục vào.
Ở đây rất sáng, chắc là xe ô tô đang ở gần đây. Chuẩn luôn. Được chưa rồi, để mình bị phát hiện rồi. Rồi vào trong luôn. Ok. Đó, các bạn phải đi thật nhanh và tìm hiểu thật nhanh, nếu không các bạn sẽ chết cả. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tờ kênh tiếp theo. Bên đi ra. Let's go. Để tránh những đòn đánh của anh chàng mặt hồ. Wow. Không hiểu yêu quái rồi mình kinh thật. À, vẫn còn con nữa. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Smiling X Cross 2. Let's go. Đây, nó về một ông sếp thôi mưa. Boss.
take you. Follow me. Follow me. Toàn những ông đeo mặt nạ hết. Can you help me? Hey, những người bị bệnh rất là nhiều. Oh my gosh. Cái này chắc phải dùng khẩu trang thì may ra với vào được bên trong. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Betty. One day. Let's go. Rồi, thoát ra đây nào. Đây không có lối mở ra. Ồ, bà ta đằng kia, chạy thôi. Xem bà ta làm gì. Bà ta không chui được trong này đâu. Mình sẽ chờ bà ta lên. I see you. Đi rất là chậm luôn. Bà ta phóng rất là nhanh. Let's go. Ha 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 ha
멋지게. 哇哇哇，Oh my God，立论。 rồi các bạn, bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Fly a Fresh Fall. Từ âm này thì các bạn sẽ phải coi nhà và coi tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Thì ở đây sẽ có ba cánh cửa và một phòng ngủ. Ok. Ở đây các bạn coi làm sao để thời gian trôi càng nhanh càng tốt. À, mong sao các bạn coi đến tận sáng. Thường thì con gấu nó sẽ vào trong lúc từ lúc 3 giờ sáng trở đi là nó vào rất là nhanh. Cho nên các bạn phải coi nhà thật là nhanh và coi thời gian càng lâu thì các bạn càng hoàn thành được game. Thường thì mình coi thì mình sẽ hay đóng cửa, sau đó với bật đèn flash để khi đóng cửa thì nó sẽ có tiếng động. Lúc đó thì con gấu nó sẽ nghe thấy và nó sẽ chạy đi. Còn nếu không các bạn chỉ cần bật đèn flash thôi. Nếu mà con gấu nó xuất hiện trước mặt các bạn thì nó sẽ cắn các bạn và các bạn sẽ thua ngay. Đó, cách chơi từ game này cũng rất đơn giản thôi. Cứ thế tiếp tục. Đóng cửa rồi bật đèn flash, xong lại đóng cửa bật đèn flash. Đó lại tiếp tục như vậy, cứ thế tiếp tục và thời gian càng ngày càng trôi. Khi các bạn làm chậm quá thì nó sẽ vào trong giường các bạn và nó sẽ ngồi cạnh con gấu này. Ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.